Xin chào tất cả anh em bà con nha. Nay trời mưa tầm tã, em về tiếp con thứ ba, mấy chân vịt. Nãy về hai con này, bây giờ về tiếp con chân vịt nha, mấy lớn nha, cháu tâm. Mưa rớt nhầm nè em. Trời mưa ai nghe nói không có rõ nha anh em. Mấy chân vịt ba chiếc me, hầu rồi tay thuận. Được rồi nha anh em, cái máy thì rồi dùng cụ cơ khí giao linh nha, là cửa hàng của em á. Nhắm nhắm tầm là 4 tấn, nhắm nhắm tầm là 4 tấn á. Này trọng tâm 1 mét, qua hầu là 1,2 mét đó, độ 60-62 chưa chính xác nha anh em. Này chính xác thì clip cao em cụ thể hơn. Chân vịt tầm lớn mâm hiện tại là 700. Rồi mấy mé qua bên băng 10 phân, 9-10 phân nữa nha. Bề ngang băng là 500 mấy, gần 600. Anh em nào làm về làm đồ lớn đồ bự là ok luôn nha. Tầm 4 tấn á. Hai con mới về hồi trưa nè. Còn là tất cả là hàng công đó. Tại vì anh em cần thì con này thì alo em nha. Em xin chào, kết thúc video, xin chào tạm biệt.